xin nồng nhiệt chào mừng các quý vị phụ huynh, các con học sinh thân yêu cùng toàn thể các cô giáo đang có mặt trước màn hình nhỏ để đón xem chương trình Chào năm học mới 2021-2022 của trường Mầm non Thăng Long, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Lời đầu tiên, thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường Mầm non Thăng Long, xin được gửi tới quý vị phụ huynh, các con học sinh lời chúc sức khỏe, bình an và lời chào thân thương nhất. Mùa thu, ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ, tiếng hát ngày khai trường, trong sáng như tuổi thơ. Vâng, mùa thu, mùa của những ước mơ, mùa của năm học mới đã tràn ngập khắp mọi nơi. Và năm học này thật đặc biệt, vì để phòng chống dịch bệnh, nên sáng nay các thầy, cô giáo và các con học sinh đã đón lễ khai giảng trực tuyến do thành phố Hà Nội thực hiện, được phát sóng trên đài truyền hình. Chương trình khai giảng năm học 2021-2022 trực tuyến vừa rồi chắc chắn đã mang đến cho các quý vị phụ huynh cùng các con học sinh với thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Năm học này thật đặc biệt khi các con được đón lễ khai giảng tại nhà qua màn hình nhỏ. Và đã nhiều ngày rồi, cô trò mình vẫn chưa được gặp lại nhau. Các con có nhớ các cô và các bạn của mình không? Còn cô Nhung và tất cả các cô giáo đều rất là nhớ các con. Các cô đều mong được gặp lại các con vào một ngày sớm nhất. Một mai khi em lớn lên, đừng quên khi đi nhà trẻ, quên cô giáo người nuôi em khỏe, quên cô giáo người chăm em ngoan. Vâng, chắc chắn rằng dù mai này khi lớn lên, các con cũng sẽ không quên các cô giáo, người đã nuôi con khỏe, chăm con ngoan, đúng không cô Phượng? Chắc chắn rồi cô Trang ạ. Các cô giáo chính là người mẹ thứ hai của các con khi ở trường. Và bây giờ các con hãy cùng kết nối với cô qua một trò chơi. Trò chơi có tên là Nhện Giang Tơ. Nhện mà đi giang tơ, ta cùng leo lên nào. Ngoài trời khi mưa to, ngôi nhà đâu mất rồi. Bà còn đâu nữa nữa, ông mặt trời đâu rồi. Nhện mà đi giang tơ, ta cùng leo xuống nào. Trời thì mưa to, ngôi nhà đâu mất rồi. Và còn đâu nữa nữa, ông mặt trời đâu rồi. Nhện mà đi giăng tơ, ta cùng leo xuống nào. Yeah! Cũng như để cảm nhận thêm được sự kết nối giữa cô trò, tiếp sau đây, xin mời quý vị phụ huynh và các con học sinh cùng nhìn lại một số hình ảnh trong năm học vừa qua. Trường Mầm non Thăng Long đã có hơn 63 năm phát triển và trưởng thành. Năm học 2017, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhà trường đã được khởi công xây mới hoàn toàn và được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường gồm có 46 thành viên. Ban giám hiệu nhà trường gồm 3 đồng chí, tổ giáo viên với 31 cô giáo và 12 đồng chí nhân viên. Ngôi trường là nơi hội tụ những tinh hoa, là sự tâm huyết của các vị lãnh đạo và tập thể các cô giáo với lòng nhiệt huyết, yêu nghề. Nơi đây đã thắp sáng những ước mơ trẻ thơ, lan tỏa những niềm tin, sẽ mãi là điểm đến lý tưởng của các bậc phụ huynh trên địa bàn phường Thượng Đình nói riêng, quận Thanh Xuân nói chung. Năm học 2021-2022 là năm học mà trường Mầm non Thăng Long tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, mang việc xây dựng các bài giảng điện tử đáp ứng qua mạng để ứng phó với dịch bệnh và bất ổn môi trường. Qua đó hướng dẫn các vị phụ huynh về chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch bệnh. Và mô hình xây dựng các lớp học trong năm học 2021-2022 của trường Mầm non Thăng Long đó là khối mẫu giáo lớn 5-6 tuổi tiếp tục lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM năm thứ 2, khối mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi tiếp cận phương pháp giáo dục STEAM năm thứ nhất,
khối mẫu giáo bé, nhà trẻ thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đỗ Hải Đăng. Ngày 4 tháng 9 vừa qua thì cô và trò đã được gặp nhau qua ứng dụng Zoom. Tôi đã nắm được thông tin về danh sách lớp cũng như thông tin của con mình. Năm học này con tôi sẽ học lớp mẫu giáo bé số 2 do cô chủ nhiệm Minh Hằng và cô Thảo phụ trách. Tôi rất hy vọng các con sẽ có một năm học thật nhiều thành công và niềm vui bên các cô giáo của trường mầm non Thăng Long. Với quan điểm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học, tôi cũng như tất cả các phụ huynh khác rất mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự hướng dẫn cũng như các video bài giảng của nhà trường để hướng dẫn các con tham gia các hoạt động tự học tại nhà cũng như chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch này. Nhân dịp năm học mới, tôi xin chúc nhà trường sẽ có một năm học thật là nhiều thành công. Xin chúc các bố mẹ cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, chúc các con sẽ có một năm học thật nhiều niềm vui. Vâng, sự thành công trong những năm học vừa qua là những gì chúng ta luôn trân quý và tự hào. Đó cũng là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng vững bước hướng về tương lai. Người chủ tương lai học hành chăm chỉ tháng ngày mai sau góp sức dựng xây nước nhà. Lời chúc tốt đẹp vừa rồi của cô Trang đã khép lại chương trình chào năm học mới 2021-2022 của trường mầm non Thăng Long. Kính chúc các quý vị phụ huynh cùng gia đình sức khỏe bình an vượt qua đại dịch. Hẹn gặp lại quý vị phụ huynh cùng các con học sinh thân yêu trong một ngày gần nhất. Chào năm học mới 2021-2022. Bạn ơi, nhanh chân nhịp nhàng ta bước, chào năm học mới đến rồi. Cờ sao tung bay
lên rộn ràng trong gió. Chào năm học mới đã sang, bầy chim ríu rít đùa vui trong nắng. Chào năm học mới đến rồi, và hoa cũng đang rủ nhau khoe sắc. Bình minh rực rỡ muôn màu, tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường. Ta hân hoan vui hát, hát vang câu ca vui trong nắng mai. Ta tung tăng vui bước bước trên đường dài tương